tiền tỷ phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng đảm bảo Phi Thanh Vân chẳng bao giờ dám đăng những hình ảnh này lên Facebook. Phi Thanh Vân đăng ảnh lên thì đẹp long lanh, nhưng những bức hình được tát hay ở Facebook người khác thì giật thót tim. Sau khi trải qua cuộc trùng tu lớn nhất Việt Nam cách đây không lâu, thì Phi Thanh Vân đã trải qua tổng cộng 15 cuộc đại phẫu và không thể đếm hết số lần tiểu phẫu. Chi tiền tỷ cho việc giao kéo, cuối cùng Phi Thanh Vân cũng hài lòng với diện mạo của mình. Cô cho rằng như vậy là hoàn hảo rồi, những bức hình được cô chia sẻ lên Facebook đều đẹp long lanh. Tuy nhiên với những bức ảnh được người khác vô tình chụp lại thật sự khiến người ta tá hỏa, xem những bức hình dưới đây chắc hẳn ai cũng phải choáng vì vóc dáng thật sự của nữ hoàng giao kéo. Phi Thanh Vân mới đây gây choáng khi đăng quang Hoa hậu Danh nhân Thế giới Người Việt tại Mỹ. Trước kia cô sở hữu ngoại hình kém sắc. Sau khi đập đi xây lại, cô hoàn toàn tự tin vì ngoại hình của mình. Những bức hình được chỉnh thì đẹp long lanh. Tuy nhiên trong những bức hình người khác chụp được, có thể thấy vóc dáng của cô vẫn chưa hoàn hảo. Dù đã chi không biết bao nhiêu tiền để giao kéo, có thể thấy vòng 2 của nữ diễn viên vẫn ngồn ngộn mở thừa. Nhìn vòng 3 của bà mẹ một con như bị dị dạng. Và tất nhiên, đây là hình ảnh cô được tát trên Facebook. Một bức ảnh khác của Phi Thanh Vân được bạn bè tát trên Facebook. Nhiều người sốc nặng trước vòng 3 như bị lỗi của nữ hoàng giao kéo. Nhìn vòng 3 quá khủng, chẳng hề ăn nhập với cơ thể. Trong bức hình này, không thể hiểu được đường cong của cô là như thế nào. Vòng 1 khủng nhưng lại bị xệ, eo ngùn ngộn mở thừa, còn vòng 3 lại nhọn hoắt. Đúng là cho tiền Phi Thanh Vân cũng chẳng dám đăng hình ảnh này lên Facebook.